Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ có tên gọi Giảo Phụ của tác giả Cống Trà qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 8 giờ và 20 giờ hàng ngày. Các bạn hãy comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal. Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76. Hồ Mama sớm đã cầm cao lê ra cho ngự y kiểm tra. Ngự y hít vào một chút, ăn một ít, gật đầu nói: "Được nấu từ lê và thảo dược quý hiếm, Tam phu nhân cứ yên tâm ăn là được." Nghe được Chân Ngọc không phải là có thai, Ninh lão phu nhân vô cùng thất vọng. Từ lúc Tiểu Tú Đường ra đời, Ninh lão phu nhân mặc dù vui mừng nhưng vẫn có tiếc nuối, một lòng muốn ôm cháu trai, lại nghĩ tới sức khỏe Chân Ngọc ốm yếu, vào cửa hơn một năm mới mang thai, nay lại bị bệnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể mang thai được, tính tới tính lui, quyết định để Vương Chính Khanh cưới thêm tiểu thiếp. Thân phận địa vị hiện giờ của Vương Chính Khanh như vậy, hiện thời bên cạnh chỉ có một chính thê, đến một thị thiếp cũng không có, rốt cuộc không thể được. Ninh lão phu nhân nhắc tới chuyện cưới tiểu thiếp, Vương Tuyên cũng tán thành nói, chuyện như vậy phải nói một tiếng với Ngọc Nương để nó giúp Tam Lang chọn một người tốt, tránh khỏi chuyện náo loạn như ngày trước. Ninh lão phu nhân lại vừa lòng Lập Hạ, cho rằng Lập Hạ ổn thỏa siêng năng, mà lại là nha đầu hồi môn của Chân Ngọc, vốn chuẩn bị cho nàng làm di nương, vào lúc này nâng nàng lên, có lẽ Chân Ngọc sẽ không có ý kiến gì. Chân Ngọc cũng không biết Ninh lão phu nhân có ý nghĩ như vậy, bởi vì tối nay ăn cao lê đỡ ho hơn, tâm tình cũng chuyển biến. Ngày hôm sau, lấy khăn tay che mặt, che kín miệng mũi, sai người đi kêu bà vú ôm Tiểu Tú Đường tới đây, chơi đùa với Tiểu Tú Đường một lát. Tiểu Tú Đường thường thấy trên mặt Chân Ngọc có khăn, nhất thời hiếu kỳ, lại gần thì liền muốn lấy tay nghịch, cười vang khanh khách. Chân Ngọc thấy Tiểu Tú Đường đáng yêu, không tránh được cảm thán. Lúc trước sinh ra thật đau đớn, nhưng hiện nay nhìn nữ nhi như thế, rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng rồi. Thấy Tiểu Tú Đường chảy nước miếng, Hồ Mama cầm khăn đến lau giúp bé, cười nói, răng dài rồi, cười một tiếng liền chảy nước miếng. Bà vú liền nói, bây giờ rất thích cắn người, mấy ngày trước Chân gia Tiểu Lang Quân tới, chơi đùa một lát, thấy Chân gia Tiểu Lang Quân phải đi, nhất thời không muốn rời, lại cắn Tiểu Lang Quân một cái. Mấy ngày trước Kiều thị dẫn Nguyên gia và Nguyên Phương tới đây, Chân Ngọc bởi vì bị ho cũng không để cho Nguyên gia và Nguyên Phương vào phòng, chỉ để hai đứa bé đi tìm Tiểu Tú Đường chơi. Sau lại nghe được chuyện Tiểu Tú Đường cắn Nguyên gia, lúc này nghe bà vú nhắc tới liền nói, vẫn là hỏi đại phu một chút xem có thứ gì giúp nó mài răng không, không thể gặp người thì cắn như vậy. Bà vú nói, lại cũng không cắn người khác mà chỉ thích cắn Chân gia Tiểu Lang Quân. Đường Nhi, đứa nhỏ này giờ đã biết bắt nạt Nguyên gia rồi hả? Chân Ngọc nghe vậy thì vui vẻ, lại trêu chọc Tiểu Tú Đường một lát. Chân Ngọc có chút mệt mỏi, liền để bà vú ôm Tiểu Tú Đường đi xuống, mình thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Hổ Mama hỏi thăm Vương Chính Khanh đã trở lại, liền nói với Chân Ngọc, Tam phu nhân cũng đừng cố chấp, ho khan chuyển tốt, nên chủ động nói với Tam gia một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Chân Ngọc tự biết ý tứ Hổ Mama, đây là để cho nàng chịu thua, chủ động nhận thua với Vương Chính Khanh, nhất thời thầm trợn mắt. Bây giờ lão tử là nữ nhân chẳng lẽ không phải chỉ cần yêu kiều, nam nhân sẽ chủ động tới nhận sai hay sao? Có thể nào mà ngược lại như vậy? Nếu như vậy còn không phải để Vương Chính Khanh càng thêm đắc ý, về sau lại càng không coi lão tử ra gì hay sao? Hổ Mama không để ý tới Chân Ngọc, phối hợp dọn dẹp phòng, đổi ga giường, quay đầu ra cửa, liền đi cầu kiến Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh nghe được Hồ Mama tới, trái tim vui mừng. Ngọc Nương đây là hồi tâm chuyển ý rồi, biết phải tới mời ta qua rồi. Hồ Mama thấy Vương Chính Khanh, trước tiên là nói về chuyện Chân Ngọc bị ho đã đỡ, rồi sau đó nói tiếp. Tam phu nhân pha trà mời, chờ Tam gia cùng thưởng thức. Nói rồi phúc thân khẽ chào, lui xuống. Trái tim Vương Chính Khanh mừng thầm, nhưng không muốn lập tức qua chỗ Chân Ngọc, chỉ hoãn một vài phút đồng hồ. Vừa lúc Chân Ngọc đang pha trà, thấy Vương Chính Khanh tới, bởi vì ho đã giảm, tâm tình không tệ, cũng không so đo cùng Vương Chính Khanh, làm bộ như lúc trước không có chiến tranh lạnh, cười nói, mới pha trà đấy, Tam Lang đến nếm thử một chút đi. Hồ Mama nhìn hai người bọn họ ngồi đối diện uống trà, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui xuống.
Hai người uống xong trà, rửa mặt xong, dưới đèn thử dò xét nhau một phen, cuối cùng dắt tay lên giường. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay hai người cũng có chút không thể kiềm. Quá nửa đêm, mưa xuân đã ngừng, có ánh trăng mờ chiếu vào bên cửa sổ. Vương Chính Khanh ôm lấy Chân Ngọc cúi đầu nói, như thế nào, phu quân của nàng lợi hại không? Chân Ngọc che miệng ho nhẹ một tiếng lười biếng nói, cái người này là thừa dịp ta ngã bệnh mới trình anh hào. Bình thường. Hả? Vương Chính Khanh nói nhỏ, bình thường là nhường nàng mà thôi. Nói xong, hắn bàn tay phủ ở nơi đẫy đà của Chân Ngọc, lại không khống chế được, cúi người xuống, lời nói đều không rõ nữa. Chân Ngọc đẩy Vương Chính Khanh một cái, cũng chỉ là không đẩy được, không khỏi nhỏ giọng là ẩm lên, cũng giày vò đến nửa đêm rồi, còn muốn tới nữa. Vương Chính Khanh ngậm nơi đỏ tươi, chỉ lo thưởng thức. Nào có vô ích trả lời Chân Ngọc, hai người lần nữa quấn lấy nhau, thì Vương Chính Khanh mới thở gấp nói, ai bảo, nàng chừng mấy ngày cũng không để ý tới ta, phần của mấy ngày đó, tối nay phải đòi lại hết. Chân Ngọc có chút không chịu nổi, cuối cùng nhỏ giọng cầu xin, xin nợ trước có được hay không? Không được. Vương Chính Khanh quả quyết cự tuyệt, thấy thân thể Chân Ngọc mềm nhũn liền dụ dỗ, nàng không cần phải dùng lực, không cần làm gì khác hơn là nằm cho tốt, thời khắc quan trọng bạn vặn eo là xong rồi. Chân Ngọc thấy không kháng nghị được, chỉ đành phải phối hợp, ở phía dưới Vương Chính Khanh uốn éo rên rỉ. Xong chuyện, Vương Chính Khanh vuốt mặt Chân Ngọc nói, Ngọc nương, nàng càng lúc càng giống nữ nhân rồi. Trên mặt Chân Ngọc nổi đóa hồng, nũng nịu nói, chàng yêu thích sao? Thích, rất thích. Thích là tốt rồi, thật ra thì ta hiện nay cảm thấy làm nữ nhân cũng tốt vô cùng. Âm thanh nỉ non, trong phòng thấp dần, Chân Ngọc ngủ say mất rồi. Vương Chính Khanh đưa mắt nhìn mặt nàng, nhu tình vạn trùng nói, Ngọc nương, ta là càng ngày càng không thể rời khỏi nàng. Một đêm triền miên vô độ, sáng sớm ngày hôm sau, Chân Ngọc không dậy nổi, ngủ thẳng tới giờ ăn trưa. Cũng may gần đây thân thể nàng không tốt, Ninh lão phu nhân cũng không bắt nàng tới thỉnh an, chỉ dặn vào nàng an dưỡng cho tốt, ngủ dậy muộn như vậy cũng không có ai nói gì. Hồ Mama nghe được tiếng vang mỉm cười đi vào hầu hạ, cười nói, đêm qua không nghe thấy phu nhân ho khan, hình như tốt hơn nhiều rồi. Chân Ngọc hiếm khi đỏ mặt, yên lặng thầm nghĩ, Hồ Mama, thật ra đêm qua thì ho khan vài tiếng, chỉ là âm thanh nào đó vang hơn át đi mà thôi. Không biết lão nhân gia bà nghe thấy bao nhiêu đây, lỗ tai không nên quá thính đâu nhé. Bởi vì cảm thấy cao lê trị ho có hiệu quả, Chân Ngọc dùng xong bữa trưa, liền dặn bảo Hồ Mama mở hộp, lại múc một muỗng cao lê để ăn. Nhất thời lập hạ đi vào cười nói, nghe đường phu nhân bị ho, cũng có vài phu nhân phái người tới hỏi một tiếng, lại đề cử đại phu trị ho. Nô tỳ đều đã nhớ kỹ, bởi vì thấy phu nhân đang ngủ, nên cũng không dám dẫn các phu nhân vào, chỉ nói mấy câu, liền dẫn các nàng đi rồi. Chân Ngọc hỏi ra là mấy phu nhân tiểu quan không thường qua lại, biết họ lần này chỉ là tìm cơ hội để nịnh vợ, cũng không cần đặc biệt để ý tới, liền gật đầu nói, ngươi nhìn mà làm. Hồ Mama cũng gật gật đầu, hai năm này lập hạ càng làm được việc, ngược lại thành phụ tá đắc lực, khó mà không có nàng. Lập hạ vừa nói chuyện, thấy một tiểu nha đầu ở ngoài rèm nháy mắt, nhất thời biết có chuyện, liền mượn cớ vén rèm đi ra ngoài, hỏi tiểu nha đầu nói, lén la lén đút làm gì đó. Tiểu nha đầu cười hì hì nói, là Như Ý tỷ tỷ muốn tìm tỷ, bởi vì thấy tỷ tỷ đang bận nên đi trước rồi, dặn vào muội để ý một chút, khi nào thấy tỷ tỷ rảnh rỗi thì mời tỷ qua tìm tỷ ấy. Lập hạ vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, dặn bảo nàng chớ nghịch ngợm, nhất thời liền đi qua tìm Như Ý. Như Ý cười nói, là lão phu nhân muốn tìm muội nói chuyện. Lập hạ cho là Ninh lão phu nhân muốn hỏi tình hình gần đây của Chân Ngọc, liền cười nói, tối hôm qua không thấy tam phu nhân ho nữa, chỉ là hôm nay mệt mỏi một chút mà thôi. Như Ý liếc nàng một cái, cười tủm tỉm nói, lát nữa gặp lão phu nhân, tự muội nói là được. Lập hạ nghe thấy giọng Như Ý có chút không bình thường, nhất thời đoán là có chuyện khác, không nói thêm lời gì nữa, theo Như Ý đến chỗ của Ninh lão phu nhân. Lão phu nhân, Lập hạ đến rồi. Như Ý vén rèm lên để Lập hạ vào trong phòng. Lập hạ thấy Ninh lão phu nhân vội vàng phúc thân xuống nói, không biết lão phu nhân cho gọi nô tỳ tới đây là có gì phân phó. Ninh lão phu nhân quan sát Lập hạ, thấy nàng mặt trái xoan, màu da trắng mịn, vẻ mặt mềm mại, tướng mạo phát triển, trong lòng thích ý, bảo nàng ngồi xuống cười nói, gọi ngươi tới đây cũng là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lão phu nhân nói quá lời rồi.
Lập Hạ chỉ là một nô tỳ, sao gánh nổi hai chữ thương lượng của lão phu nhân? Trong lòng Lập Hạ nghi ngờ, nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra, chỉ một mặt kính cẩn. Ninh lão phu nhân thấy nàng quy củ, càng thêm gật đầu, nhất thời nhìn Như Ý một cái. Ý bảo Như Ý nói. Như Ý liền đi tới kéo Lập Hạ nói chuyện. Là chuyện vui. Tỷ tỷ mới nói. Trong lòng Lập Hạ lạch cạch một tiếng. Gần đây thân thể tam phu nhân không tốt, cả đám loay hoay, loạn tùm lum, có thể có chuyện gì tốt rơi vào người mình. Như Ý liền nhỏ nhẹ nói. Ngươi xem, tam phu nhân bị bệnh, trong phủ này đều rối loạn cả. Bên cạnh tam gia cũng không có một ai quan tâm chăm sóc. Lão phu nhân suy tính muốn cho một người tới hầu hạ tam gia. Suy đi tính lại, cảm thấy muội là người thích hợp nhất. Nếu muốn đề cử người khác, không bằng đề cử muội. Bởi vậy tìm muội tới hỏi, có bằng lòng hay không? Chính là muốn để mình làm thị thiếp của tam gia sao? Lập Hạ đầu tiên là ngơ ngác nghe, nghe đến cuối cùng thì sắc mặt biến hóa. Chỉ là lúc này không nói thật, lại sợ Ninh lão phu nhân và Như Ý hiểu lầm, sau này càng khó nói. Bởi vậy dằn lòng. Bên cạnh tam phu nhân không thể không có nô tỳ. Đùa sao? Trước kia năm mà tam phu nhân gả vào phủ làm ầm ĩ như thế nào, khó khăn lắm tam phu nhân và tam gia mới hòa hảo với nhau, ta đi gây thêm chuyện sao? Cái khác không nói, lúc trước tận mắt thấy tam gia đưa các mỹ nhân Hồng Tụ, Hạ Di Nương cùng Chu Di Nương đi hết, liền biết tam gia cũng không hứng thú các thị thiếp một lòng đặt trên người tam phu nhân. Mình so với Hạ Di Nương, Chu Di Nương đều không hơn được ai. Họ cũng không thể khiến tam gia chịu mến. Mình lại có tài đức gì có thể làm cho tam gia thêm vài phần kính trọng chứ? Nếu làm thiếp của tam gia thật, không được tam gia sủng ái, lại mất lòng tam phu nhân, hai đầu không tới bờ, rồi cái kết quả gì cũng không biết nữa. Ninh lão phu nhân nghe giọng nói của Lập Hạ, hình như cũng không tình nguyện, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Theo bà thấy, nhi tử nếu muốn cưới thiếp, bọn nha đầu trong phủ này phải tranh nhau rách đầu. Nhưng hôm nay thấy, chả lẽ nha đầu này là sợ Ngọc Nương không đồng ý? Lập Hạ, chuyện như vậy đã có ta làm chủ, Ngọc Nương sẽ không ngăn cản. Ngươi chỉ cần nói ngươi tình nguyện hay không. Ninh lão phu nhân nhìn Lập Hạ, không tin chính nàng không tình nguyện. Lập Hạ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói. Lập Hạ tướng mạo bình thường, tuổi cũng hơi lớn, chỉ sợ tam gia không thích. Đến đây, Ninh lão phu nhân ngược lại đã hiểu. Trong miệng Lập Hạ đều là từ ngữ từ chối, đúng là không tình nguyện rồi. Bà không khỏi cau mày, thật là nhà đầu không biết tốt xấu. Thử coi về sau, ngươi gả cho người như thế nào. Một lát sau, Lập Hạ đi ra từ phòng Ninh lão phu nhân, thân thể cứng ngắc đi về phía trước. Như Ý đuổi tới sóng vai đi với nàng, nhỏ giọng nói. Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Nhìn về phía Như Ý, Lập Hạ lại thêm kiên quyết. Không có gì phải suy nghĩ cả. Ngươi đấy, không biết nói ngươi cái gì mới tốt đây, đầu gỗ à? Như Ý không làm được chuyện, có chút nổi nóng, nhỏ giọng nói. Muội là nha đầu hồi môn của tam phu nhân, vốn nên là một di nương. Tình hình hiện nay như thế, cũng không vượt lễ nghi, làm sao lại không muốn chứ? Hơn nữa một khi làm di nương, đến lúc đó sinh hạ trai gái, mẫu bằng tử quý, phong quang thêm vào. Lập Hạ liếc nhìn bên trái thấy không có người, liền nhanh chóng nói. Nếu như vậy, vì sao không thấy phong quang của Hạ Di Nương cùng Chu Di Nương? Hạ Di Nương xuất thân từ vương phủ, tài mạo song toàn. Chu Di Nương là do lão phu nhân tỉ mỉ lựa chọn cho tam gia, đều xuất sắc cả. Hai người này cũng không có phong quang gì, ta lại có thể có phong quang gì được? Nói rồi bước nhanh rời khỏi. Như Ý ngây ngô đứng một hồi lâu, lúc này mới mắng nhỏ một tiếng, quay đầu bẩm báo với Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân nghe được lời Như Ý nói, hử lạnh. Thôi, trí của Lập Hạ lớn như vậy thì tùy nó không gả thì không sao, nếu gả, liền cho nó biết thế nào là chủ tử, thế nào là nô tài. Nữ ý cũng không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu đứng tại chỗ. Ninh lão phu nhân nói mấy câu bực tức, rốt cuộc không có tâm tình, khoát tay cho Như Ý lùi xuống. Lập Hạ trở lại đằng trước, khi hầu hạ Chân Ngọc có chút thất thần, Chân Ngọc nhất thời phát giác hỏi, làm sao rồi? Lập Hạ lại sợ chuyện như vậy cuối cùng cũng không thể gạt được Chân Ngọc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện khác nữa, bởi vậy quyết định quỳ xuống trước mặt Chân Ngọc, nói ra chuyện Ninh lão phu nhân tìm nàng. Chân Ngọc nghe xong nhíu mày nói, người hữu dụng bên cạnh ta cũng không có nhiều, lão phu nhân muốn đào tường hay sao? Lập Hạ vội vàng nói, nô tỳ một lòng hầu hạ tam phu nhân, cũng không hề có ý khác. Ta hiểu rõ, Chân Ngọc nói, ngay cả Chu Di Nương như vậy, ta đều giúp đỡ tìm một nơi để đi, các ngươi đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó tự nhiên muốn tìm một người trong sạch gả đi mới được, cần gì làm một thị thiếp.
Lập Hạ vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, tất cả nha đầu hầu hạ trong phủ vừa qua 20 tuổi đều phải gả cho người ta, hiện nay nàng cũng sắp 20 rồi, chỉ sợ lại bị tùy tiện gả đi. Có được những lời này của tam phu nhân, tương lai gả cho vị hôn phu, cho dù không giàu có cũng sẽ không kém nỗi nào. Nếu đã như vậy thì nàng cần gì phải gấp gáp đi làm thị thiếp gì đó. Trân Ngọc vừa nói chuyện lại cảm giác có chút khó thở, nhất thời dặn bảo Lập Hạ rót nước tới đây, uống xong liền lên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tỉnh lại, Trân Ngọc mới phát hiện khá hơn, bởi vậy hỏi Hồ Mama nói: "Khi ta ngủ có ho nữa không?" Hồ Mama nói: "Chỉ ho 2 tiếng, nghe âm thanh cũng không nặng, cũng là tốt hơn nhiều rồi. Những ngày này ho cũng đỡ nhiều hơn." Trân Ngọc nói xong bảo Hồ Mama múc thêm một muỗng cao lê cho nàng ăn. Hồ Mama mở hộp, vừa đúng còn dư lại một muỗng cao lê cuối cùng, liền múc đút cho Trân Ngọc, lại nói: "Chi bằng lại sai người hỏi lão chủ trì thêm một hộp nữa." Trân Ngọc nói: "Chỉ cần mời người vào phủ Trần Mạch là được rồi, tuy đỡ ho hơn nhưng không biết vì sao lại cảm thấy không động đậy nổi." Hồ Mama vội phân phó, rất nhanh đại phu liền vào phủ. Đại phu Trần Mạch cho Trân Ngọc xong, chỉ nói là mệt nhọc cũng không phải là bệnh gì, tĩnh dưỡng thật tốt là được. Hồ Mama lại nói tới ngày trước, cười nói trước khi Trân Ngọc chưa gả, mùa xuân hàng năm đều bị ho, lại thích ngủ xuân, có lẽ qua mùa xuân sẽ không sao nữa. Trân Ngọc nghe thầm nghĩ, chẳng lẽ thể chất nguyên chủ như thế, vậy nên ta cũng sẽ như thế luôn sao? Tới tối muộn, Vương Chính Khanh đi tới, hỏi được Trân Ngọc đã không ho nữa thì nhất thời nói: "Cao lê này quả nhiên danh bất hư truyền, ăn mấy ngày liền khỏi ho, lúc trước nàng uống hơn 10 ngày thuốc cũng không thấy chuyển biến gì." Trân Ngọc cười nói: "Không thể như vậy sao?" Ngày hôm sau, Vương Chính Khanh lại để cho sử thiết thủ lên miếu Thanh Phong miếu hỏi cao lê. Lão hòa thượng miếu Thanh Phong cũng mới chế 3 hộp, liền đưa cho sử thiết thủ 2 hộp. Sử thiết thủ trở về phủ thì vừa đúng lúc Vương Chính Khanh hạ triều, liền đưa cao lê cho hắn. Không biết là có thời gian này gần gũi Trân Ngọc bị truyền bệnh hay không, Vương Chính Khanh cảm thấy cổ họng mình cũng hơi ngứa, có chút muốn ho, liền giữ lại 1 hộp cao lê trong thư phòng để ăn, còn dư lại 1 hộp cầm đi cho Trân Ngọc. Trân Ngọc lại ăn 2 ngày cao lê, ho khan đã khỏi hoàn toàn, chỉ là gần đây ngủ xuân càng sâu, nàng nổi lên lòng nghi ngờ, liền nói với Vương Chính Khanh: "Tam lang, triệu chứng gần đây của ta rất giống với triệu chứng trước khi chết kiếp trước, có lẽ là chúng độc mạn tính, phải kiểm tra xem xét kỹ càng." Vương Chính Khanh vừa nghe cũng cảm giác tình trạng Trân Ngọc cổ quái, nhất thời sai người xin ngự y tới Trần Mạch. Ngự y Trần Mạch xong, nhưng cũng không tra ra được gì, chỉ nói là thân thể hao tổn. Vương Chính Khanh liền nói với ngự y: "Có phải là chúng độc mạn tính hay không?" Ngự y liền nói: "Bắt mạch cũng không ra, thủ phụ đại nhân nếu nghi ngờ là chúng độc nên xem xét lại gần đây phu nhân có ăn uống những thứ gì, xem có thể tra ra gì hay không. Nếu là chúng độc phải tìm ra căn nguyên mới có thể giải độc được." Tiễn ngự y đi, Vương Chính Khanh bắt tay vào điều tra chuyện ăn uống gần đây của Trân Ngọc, cuối cùng có nghi ngờ. Bắt đầu từ khi lấy cao lê từ miếu Thanh Phong, chỉ là cao lê này, hắn cũng ăn, cũng không có cái gì không ổn. Chương 78. Vương Chính Khanh điều tra kỹ chuyện ăn uống của Trân Ngọc, nhưng không được gì. Cuối cùng ngay cả cao lê Trân Ngọc ăn còn dư lại cũng cầm đi cho ngự y kiểm tra, nhưng cũng vẫn không tra ra được gì. Nhất thời hết cách, chỉ đành phải mời người được xưng là Dực Vương Thánh Thủ tới Trần Mạch. Thánh Thủ Trần Mạch xong, nói Trân Ngọc là thân thể hư tổn bẩm sinh, sau khi sinh lại tổn hại thân thể, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là có thể chuyển biến tốt. Sau đó kê đơn thuốc cho Trân Ngọc dùng. Sau khi Trân Ngọc đổi sang uống thuốc của Thánh Thủ cũng có chuyển biến tốt hơn, tinh thần có chút khôi phục, nhất thời hồi tưởng chuyện kiếp trước, lại cảm giác triệu chứng lần này cũng không hoàn toàn giống với kiếp trước, có lẽ mình đang nghi thật. Vương Chính Khanh cũng nói, ở kiếp trước, người nàng đang trong vương phủ bị người ám toán, tất nhiên khó lòng phòng bị. Lúc này bên cạnh đều là người của mình, người khác cũng đâu dễ dàng xuống tay. Lại nói, hạ độc nàng hẳn lại phải có một nguyên nhân chứ. Trong phủ lại không có di nương tranh giành tình cảm, thật sự không tìm được người có động cơ để muốn làm hại nàng. Nếu nói là kẻ thù chính trị muốn hạ độc, bọn họ muốn hạ độc nên là ta, mà không phải là nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là nàng đa nghi thôi. Chẳng lẽ thật sự do mình nghi thần nghi quỷ? Trân Ngọc lẩm bẩm miệng nói, tam lang,
nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, còn là phái người xuất kinh điều tra thiện giải độc danh y, mời tới chẩn trị một phen. Nếu thật sự vô sự mới có thể yên tâm. Bương Chính Khanh nói, đã sớm phái người ra khỏi kinh tìm hiểu rồi, ước chừng nửa tháng sau sẽ có tin tức. Hai người vừa nói chuyện, vừa cặp tay lên giường an giấc. Phen này, Bương Chính Khanh thương tiếc Chân Ngọc bệnh còn chưa khỏi, đều là hành động dịu dàng, cũng không công thành lướt trì, trêu chọc đến cuối cùng. Ngược lại là Chân Ngọc hết kiên nhẫn, bổ nhào lên người Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh khẽ cười, còn nói không có tinh thần, đây không phải là long tinh hổ mãnh hay sao? Cũng để cho chàng biết được thủ đoạn của ta. Chân Ngọc cười chặn miệng Vương Chính Khanh lại. Liên tiếp mấy ngày, Chân Ngọc uống thuốc của thánh thủ, quả nhiên dần dần không còn buồn ngủ nữa, cảm giác y như trước đây, cũng không khó chịu, nhất thời mừng rỡ, lại xin thánh thủ trở lại bắt mạch kê đơn thuốc. Thánh thủ chỉ nói dùng 3 tháng thuốc nữa là được rồi. Chuyện Chân Ngọc ngã bệnh cầu y, Đường Diệp Đan đương nhiên có nghe. Lúc này tay nàng ta cầm cái muỗng, múc cào lê đút cho mèo Ba Tư trong ngực. Con mèo Ba Tư này vốn là thân thị nuôi, khi thân thị vội vã vào cung thì không biết núp ở nơi nào, nhất thời tìm không ra, cho nên không mang theo nó. Sau đó cung nữ tới tìm, lại phát hiện Đường Diệu Đan đã nuôi nó, trở về bẩm báo với thân thị. Thân thị nói, chỉ là một con mèo, nàng ta muốn liền tặng cho nàng ta đi. Bởi thế không hề hỏi tới chuyện con mèo này nữa. Đường Diệu Đan nuôi mèo một thời gian, thấy thân thị cũng không đến đòi, cũng có chút mất hứng, buồn bực thì trêu chọc con mèo này. Hôm nay thời tiết tốt, nàng liền lấy cao lê ra đút cho mèo con, vừa đút vừa nói, lần trước đến Mạnh Lai đến miếu Thanh Phong tẩm thuốc vào cao lê, đề phòng cầm nhầm, hai lọ cao lê cũng tẩm thuốc cả. Lọ này cầm về để không, không bằng cho người ăn. Yên tâm đi, sẽ không chết ngay lập tức đâu. Ăn xong rồi đầu tiên là không phát giác gì, nhưng qua chút thời gian cảm giác luôn buồn ngủ mệt mỏi. Nếu là cầu y hỏi thuốc, đại phu kê chút thuốc uống cho tốt tinh thần, nhất thời sẽ khôi phục lại như cũ. Nhưng chưa bao lâu lại sẽ thấy mệt mỏi, khi đó ngay cả thuốc và kim châm đều không chữa được nữa. Người hỏi ta thuốc này lấy từ chỗ nào à? Là Thái Thượng Hoàng luyện chế đan dược đấy. Thái Thượng Hoàng cho người thử thuốc, thử không đúng ngừng lại rồi. Bản quận chủ thấy đan dược này vô cùng vô vị, chơi khá vui, liền muốn một chút mai thuốc pha sẵn chế ra đấy. Vốn là để cho hoàng hậu nương nương nếm thử một chút, không ngờ nàng ta chạy trốn nhanh quá, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho Chân Ngọc nương rồi. Nhất thời Bích Tâm đi vào, thấy Đường Diệu Đan đút mèo, liền cười nói, mèo này đến tay quận chúa lại mập không ít. Đường Diệu Đan tiếp tục nói, ngươi còn nhỏ, một ngày một muỗng là tốt rồi, chớ ham nhiều. Nói xong thu hồi cao lê, giao cho Bích Tâm cất đi. Một mặt hỏi, Hạ Mỹ Nhân thêu xong đầu chưa? Đã thêu xong rồi, Hạ Mỹ Nhân này khéo léo, đáng tiếc mệnh không tốt, phải chết già ở trong phủ. Bích Tâm than tiếc một tiếng. Đường Diệu Đan cười nói, Thái Thượng Hoàng nếu thích đồ nàng thêu, nàng nếu chịu làm đại cô, vẫn còn có cơ hội. Bích Tâm khó trả lời, trong bụng nói, Thái Thượng Hoàng tuổi đã cao, Hạ Mỹ Nhân lúc này đi làm đạo cô hầu hạ, chớ nói không nhất định có thể ra mặt, chính là dù có ra mặt rồi, một khi Thái Thượng Hoàng trăm năm, nàng còn có thể tốt được sao? Ngược lại, nếu lúc này ở trong phủ chịu đựng, không nói chừng còn có thể bình an đến già. Chủ tớ vừa nói chuyện, có tiểu nha đầu tiến tới bẩm báo, nói là Hạ Sơ Liễu cầu kiến. Đường Diệu Đan cười, mời nàng vào đi. Hạ Sơ Liễu đi gặp Đường Diệu Đan, giao bức tranh thêu, lại nhận việc mới. Nhất thời thấy mèo Ba Tư bên bàn đáng yêu, liền đứng lại nhìn, lặng lẽ sờ một chút, lúc này mới cáo lui. Nơi này Bích Tâm thấy thời tiết tốt, liền muốn phơi tranh chữ, nhất thời mở giường dọn dẹp, lại có một quyển vẽ rơi ra ngoài, nàng nhặt lên mở ra, quay đầu lại nói với Đường Diệu Đan. Quận chúa, đây là bức tranh năm đó Chân Bằng Nhãn vẽ cho quận chúa đấy. Quận chúa cười nói tự nhiên, xinh đẹp lắm. Đường Diệu Đan cũng ghé đầu xem tranh, nghĩ đến năm đó, trái tim hơi phiền muộn, phân phó Bích Tâm, thu vào đi. Bích Tâm thấy vẻ mặt Đường Diệu Đan không đúng, liền cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng dọn dẹp tranh chữ, cầm một số bị ẩm đi phơi. Một nơi khác, Hồ Ma Ma thấy thời tiết đẹp, cũng dọn dẹp tranh chữ đi phơi, phân phó một nha đầu nói. Năm nay trời xuân đặc biệt ẩm ướt, không chịu nổi mấy ngày liên tiếp trời mưa, chỉ sợ toàn bộ tranh chữ bị ẩm rồi. Hôm nay nắng to, mau, mang tranh chữ đi phơi nắng.
Nhà đầu giúp Hồ Mama xách tranh chữ, nhất thời nhìn, thấy trong đó mấy bức tranh chân ngọc vẽ từ năm trước, dùng giấy tốt, nhìn còn mới tinh, liền mở ra nhìn xem, cười nói với Hồ Mama, tam phu nhân diệu thủ, mỹ nhân trong tranh này trông rất sống động. Hồ Mama nhìn lên, cũng là bức tranh chân ngọc, vào vương gia sau một năm, khi đó bệnh nặng mới khỏi, cầm bút vẽ mỹ nhân, chỉ là nhìn qua, mỹ nhân này vô cùng quen mắt. Nha đầu nhìn kỹ, cũng cảm thấy quen quen, cười nói, người trong bức họa kia chẳng phải là Hồng Tụ ư? Chỉ là so với Hồng Tụ thì còn đẹp hơn, cao quý hơn, trang phục cũng là dáng vẻ quý nữ. Hồ Mama nhìn kỹ lần nữa, sau đó nói, người trong bức tranh là quận chúa Đường Diệu Đan. Lúc xế chiều, Hồ Mama liền sai người thu tranh chữ vào, bày ở trong phòng, chờ khi nóng tan hết mới cuốn lại, bà thổi sang bức họa mỹ nhân kia thì hơi dừng lại, cầm tới cho Chân Ngọc nói, tam phu nhân, bước này còn phải thu sao? Chân Ngọc nhận tranh nhìn một chút, chuyện tình trước đây xông lên đầu, nhất thời đặt tranh vẽ lên trên bàn, nói muốn lấy bút xóa mặt mỹ nhân, nghĩ đến tâm tình vẽ tranh năm đó, lại có chút không nỡ hạ bút, chỉ chần chờ. Ngọc nương, hôm nay có tốt hơn không? Vương Chính Khanh vén rèm đi vào, thấy được Chân Ngọc đang vẽ tranh, liền đi đến nhìn gần. Thấy được người ở trong bức họa là quận chúa Đường Diệu Đan thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói trầm xuống, thì ra là đang vẽ mỹ nhân. Chân Ngọc gần đầu thấy là Vương Chính Khanh, đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại, có chút không thở nổi, nhất thời không thể đáp lời Vương Chính Khanh, chỉ kêu Hồ Mama nói, Mama, thuốc sắc xong chưa? Hồ Mama nghe được Chân Ngọc lời nói, vội bưng thuốc tới, xong rồi đây. Chân Ngọc nhận thuốc, bảo Hồ Mama dọn dẹp bàn, cất bức họa đi. Đợi nàng uống thuốc xong, nhưng không thấy Vương Chính Khanh đâu nữa, nhất thời cho là Vương Chính Khanh có việc bận rộn, chạy về thư phòng rồi, cũng không để ý. Vương Chính Khanh trong thư phòng ước chừng tức giận cả đêm, nàng được tách Chân Ngọc, con cũng sinh rồi, cũng đã qua mấy năm, lại còn không thể quên chuyện lúc trước, không thể quên Đường Diệu Đan. Ngay cả thời gian bệnh như vậy, không màng sức khỏe, chỉ lo vẽ Đường Diệu Đan. Nàng đến tột cùng là yêu Đường Diệu Đan nhiều đến thế nào? Ngày hôm sau, khi Vương Chính Khanh vào chiều sớm thì có quan địa phương tặng hai mỹ nữ Dương Châu đến kinh, tìm biện pháp đưa mỹ nữ tới trước mặt Ninh Lão Phu Nhân, nói là tặng cho Vương Chính Khanh, để Ninh Lão Phu Nhân xem qua trước. Ninh Lão Phu Nhân nhìn xuống, hai mỹ nhân đều có tướng vượng phu thì không khỏi động lòng, nhất thời cho người mời Chân Ngọc qua nói chuyện. Ngày đó, Vương Chính Khanh trong chiều, bởi vì một chuyện tranh cãi khá lớn, thương nghị cùng mọi người đến gần bữa tối còn chưa tan. Trước là Cửu Giang Vương, nay là Hoàng đế Đường Tấn Phong, liền giữ Vương Chính Khanh ở lại cùng dùng bữa. Ngày trước, Vương Chính Khanh ở trước mặt Cửu Giang Vương, nói chuyện làm việc cũng là không có gì gò bó. Chỉ là nay, Cửu Giang Vương đã đăng vị thành đế, hắn liền chú ý rất nhiều, cũng để ý lễ tiết, không dám vượt quá giới hạn nữa. Đường Tấn Phong thấy Vương Chính Khanh kính cẩn hơn trước đây, thật ra thì trong lòng vui mừng tự đắc, chỉ là ngoài miệng lại nói, Ái Khanh, chúng ta ngày trước có phân tình như thế nào, giờ ngươi gò bó như vậy cũng có chút thái quá rồi. Vương Chính Khanh cười nói, quần thần khác biệt, hôm nay không thể so với ngày trước, phải làm gương cho bên dưới, tự nhiên nên như thế. Hai người bàn luận hết chính sự, nhất thời nói tới quận chúa Đường Diệu Đan. Đường Tấn Phong thở dài nói, Diệu Đan cũng là cố chấp, đến nay còn không chịu lập gia đình, chỉ đòi muốn xuất gia, không biết Ái Khanh có biện pháp gì khuyên nhủ nó không? Sau khi Đường Tấn Phong đăng vị, cũng đã thu hồi một chút tài quyền ban đầu của Trấn Bắc Phủ, đưa vào trong quốc khố, bởi vậy có chút đau lòng cho Đường Diệu Đan, lại muốn bồi thường, chọn một vị hôn phu tốt cho nàng, chỉ là Đường Diệu Đan cũng không nhận, vẫn đòi xuất gia làm ni cô, hiện nay náo loạn đến mức ai cũng đau đầu. Chuyện Đường Diệu Đan độc hại Chân Bảng Nhãn hình như đã bị Đường Tấn Phong quên lãng. Vương Chính Khanh không khỏi nhắc nhở Đường Tấn Phong, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, quận chúa Diệu Đan và Chân Bảng Nhãn. Đường Tấn Phong chặn lời Vương Chính Khanh, thật ra thì hoàn toàn là do trẫm. Năm đó trẫm thấy Chân Bảng Nhãn có tài, liền muốn giữ tim của hắn, hứa hẹn nói chuyện tương lai, tự nhiên muốn gả Diệu Đan cho hắn. Vì những lời này, Chân Bảng Nhãn đối xử với Diệu Đan cũng không giống với người khác. Chỉ là trẫm không biết, Diệu Đan thì ra là có tâm tư khác, cũng không dao động với Chân Bảng Nhãn. Thế nhưng Chân Bảng Nhãn lại một lòng say mê. Sau lại, Vương Chính Khanh tuy biết những chuyện này từ trước, giờ này nghe lần nữa trong lòng vẫn trầm xuống rất không thoải mái. Đường Tấn Phong nói,
Chân Vàng Nhãn mất cũng nhiều năm rồi, chuyện lúc trước cứ quên đi là tốt hơn. Nay Diệu Đan cũng thương cảm, một khi nàng xuất gia, Trần Bắc Vương sẽ tuyệt hậu, Ái Khanh hãy giúp đỡ nghĩ cách. Vương Chính Khanh bất đắc dĩ chỉ đành phải nói, quận chúa gần đây không phải trầm mê trong hí kịch sao, chỉ cần an bài thật tốt cũng để cho một họa sĩ tài mạo song toàn gặp được quận chúa như vở kịch vậy, sinh ra một câu chuyện xưa, hoặc là quận chúa liền động lòng. Đường Tấn Phong vỗ tay, kế hay đó Ái Khanh. Vương Chính Khanh đi ra từ trong cung, bước chân nặng hơn bình thường, tâm tình hơi khó chịu. Tới khi hắn trở về phủ, thấy trong phủ không khí có chút kỳ lạ, nhất thời cảm thấy kỳ quái, cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, chỉ tới phòng Ninh lão phu nhân thỉnh an. Ninh lão phu nhân thấy hắn trở lại cười nói, Tam lang, hôm nay quan ở Dương Châu tặng hai mỹ nhân tới đây, nhìn bộ dạng vượng phu, ta vốn sợ Ngọc Nương không chịu tiếp nhận các nàng, liền gọi Ngọc Nương đi tới nhìn một chút. Ngọc Nương lại chiều theo, đã giúp sắp xếp sương phòng, quét dọn đình viện để hai di nương vào ở rồi. Vương Chính Khanh vừa nghe cũng không lộ ra nét mừng rỡ, ngược lại cau mày nói, quan địa phương Dương Châu nào? Ninh lão phu nhân đã nói ra tên rồi lại đáp, là một phần tâm ý của hắn, biết chúng ta trong phủ một di nương cũng không có, lúc này mới... Vương Chính Khanh cắt đứt lời Ninh lão phu nhân, lạnh nhạt nói, à nương, bên cạnh A Cha cũng có di nương, nhưng các di nương chưa từng sinh hạ một trai nửa gái, con còn tưởng rằng nương không thích di nương sinh con. Hiện nay vị trí của con như thế, nếu để cho di nương sinh hạ trưởng tử, tương lai Ngọc Nương lại sinh con trai thứ, khó tránh khỏi hỗn loạn. Cũng đừng quên, đất phong của Bát Vương gia không phải gần Dương Châu hay sao? Bát Vương gia và Tam Vương gia là cùng mẹ sinh ra, quan địa phương Dương Châu đưa mỹ nhân tới, ai biết là lai lịch thế nào, A Nương lại cứ thế mà nhận. Ninh lão phu nhân cả kinh, chợt oán giận Trần Ngọc nói, Trần Ngọc cũng không nhắc nhở ta, chỉ cười hì hì, dẫn theo hai vị mỹ nhân đi. Vương Chính Khanh hừ một tiếng nói, nàng thấy mỹ nhân, nào còn có đầu óc. Cái gì? Ninh lão phu nhân ngẩn ra. Không có gì. Vương Chính Khanh có chút nhức não. Ngọc Nương à Ngọc Nương, trước kia nàng cũng không háo sắc, vì sao sau khi biến thành nữ nhân lại như quỷ vậy chứ? Vừa thấy mỹ nhân liền không rời được mắt, một chút trí khôn cũng không có vậy. Trân Ngọc lúc này đang trong phòng uống trà đọc sách, nhất thời chỉ huy mỹ nhân áo hồng thêm hương và lư, lại chỉ huy mỹ nhân áo xanh mài mực, nghe được mỹ nhân nũng nịu róc rách, trong lòng rộn rạo không thôi. Ngày trước một lòng nghĩ tới công lao sự nghiệp, uổng một bộ dạng tốt đẹp, nhưng không có hưởng thụ qua mỹ nhân, thật sự là thua thiệt, tiếc nuối. Hôm nay có thể vinh quang chính đại tiếp xúc với mỹ nhân, chỉ là người và vật đều không còn, ngay cả hình dạng cũng đã thay đổi, chỉ có thể nghĩ, không thể làm rồi. Hay! Khi Vương Chính Khanh vén rèm vào phòng, thì chỉ thấy trong phòng hai vị mỹ nhân như hồ điệp vườn hoa, bị Trân Ngọc chỉ huy loạn cào cào, nhất thời dừng chân, lạnh lùng nhìn Trân Ngọc. Trân Ngọc vừa ngẩng đầu thấy Vương Chính Khanh đi tới, liền nói với hai vị mỹ nhân, hành lễ với Tam gia đi. Hai mỹ nhân vội vàng tiến lên hành lễ với Vương Chính Khanh, lại nhìn trộm Vương Chính Khanh, trái tim mừng thầm. Cũng nghe đồn thủ phụ đại nhân trẻ tuổi tuấn tú, hôm nay vừa thấy quả nhiên còn hơn lời đồn đãi, đi theo còn có cái gì tiếc nuối đây. Vương Chính Khanh lại cũng không thèm nhìn tới hai mỹ nhân một cái, chỉ phất tay nói, tất cả đi xuống đi. Hai mỹ nhân có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng thăm dò ánh mắt nhau, nhưng không dám nhiều lời, đã thối lui đến ngoài cửa. Trân Ngọc lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Vương Chính Khanh không ổn, không khỏi cau mày hỏi, đang yên đang lành, người nào chọc giận Trang rồi hả? Vương Chính Khanh vung tay áo nói, Ngọc Nương, trong lòng nàng rốt cuộc có ta hay không? Trân Ngọc có chút không hiểu, Tam lang, con ta cũng đã sinh cho chàng rồi, chàng hỏi cái này không phải là kỳ quái ư? Vương Chính Khanh căm tức nói, phủ nhà khác đều là thê thất đề phòng phu quân cưới thiếp, chỉ muốn chuyên sủng, còn nàng thì sao? Khó khăn lắm mới được an ổn, lại đi nhận hai mỹ nhân vào phủ là có ý gì? Chẳng lẽ nàng còn hoài niệm trước kia, chỉ muốn vui đùa cùng mỹ nữ mà quên sự tồn tại của ta sao? Nói đến cái này, Trân Ngọc đột nhiên nổi giận là ầm lên, ta còn chưa nói chàng, chàng lại đến nói ta, không phải là chàng dây dưa không rõ với Bạch Cốc Lan hay sao? Các người còn tặng hà bao cho nhau, các người còn lén lút gặp mặt, còn liếc mắt đưa tình trước mặt ta, những thứ này ta không so đo với chàng, chàng lại đi so đo chuyện ta vui đùa cùng mỹ nhân. Bạch Cốc Lan gì? Ta đã chấm dứt với nàng ta từ lâu rồi, nam cưới vợ, nữ gả chồng, đâu còn có dính líu gì nữa. Nàng không phải là còn lưu luyến quận chúa Đường Diệu Đan sao? Nàng không phải vì nàng mà chết hay sao? Lần đó nàng ta lên miếu thanh phong,
không phải là vì muốn gặp nàng ta một lần, nàng cũng cố ý chạy đến miếu Thanh Phong hay sao? Thế nào, tình cũ khó dứt à? Những thứ ghen tức Vương Chính Khanh này xuống đáy lòng đã lâu, nay đột nhiên liền bộc phát. Chân Ngọc miệng mở rộng kinh ngạc cực kỳ nói, rốt cuộc là chàng ghen cái gì chứ? Vương Chính Khanh lúc này mới nhớ tới mình lệch đề, kéo lại chủ đề nói, cho nàng một ngày, hai mỹ nhân này từ đâu đến, nàng hãy đưa trở về nơi đó đi. Nói xong vén mành rời khỏi. Nơi này Chân Ngọc tức giận thở nặng nề, thái độ gì vậy chứ? Ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân cũng đã sai người trả mỹ nhân về, chỉ nói bát tự mỹ nhân không hợp với Vương Chính Khanh, không nên ở lại trong phủ các kiểu. Qua mấy ngày, quan địa phương kia liền bị cấp trên khiển trách, còn bị giảm chức, thiếu chút nữa thì mất chức. Bởi vì chuyện này, người có lòng lặng lẽ hỏi thăm, dò la một tin, nói là thủ phụ đại nhân sợ vợ như hổ, không dám nạp tiểu thiếp. Nếu người nào dám tặng mỹ nhân tới cửa, cứ chờ mà mất chức đi. Trận chiến tranh lạnh này giữa Trần Ngọc và Vương Chính Khanh hẳn là kéo dài chừng mấy ngày. Đấy là cuối xuân, sắp sửa đầu hạ, Trần Ngọc đột nhiên lại ngã bệnh, đại phu bắt mạch lại không tra ra là bệnh gì. Nhất thời có người báo cho Vương Chính Khanh biết, Vương Chính Khanh vội vã vào phòng Trần Ngọc, thấy lần này bị bệnh dung nhan nàng tiều tụy, có dự cảm xấu, đột nhiên phát sợ, nắm tay của nàng nói, Ngọc Nương, nàng không sao chứ? Chân Ngọc cho nhà đầu và mama lui xuống nhỏ giọng nói, Tam Lang, kiếp trước ta chết vào đầu mùa hè năm An Bình thứ hai, tính ra chính là 3 ngày sau, chỉ sợ lần này không thoát khỏi chuyện kiếp trước. Vương Chính Khanh nghe xong sắc mặt tái nhợt, lại an ủi Chân Ngọc nói, Ngọc Nương, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chân Ngọc nhìn Vương Chính Khanh cũng phát giác, này mình đã không bỏ được hắn, cũng không bỏ được Tiểu Tú Đường, nếu chết đi thì tuyệt đối không cam tâm. Chương 79. Cái gì? Ngọc Nương lại bị bệnh, muốn gặp chúng ta? Chân Thạch thấy Sử Thiết Thủ tới thông báo, kinh ngạc không tin nổi. Mấy ngày trước gặp Ngọc Nương nàng vẫn khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên lại vậy? Kiểu Thị cũng kinh ngạc nói, lần trước dẫn theo Nguyên gia qua thăm nàng, chỉ nói là ho khan, hơn nữa cũng khỏi ho rồi mà, cũng không có đáng ngại, sao đột nhiên lại bị bệnh? Sử Thiết Thủ nói, là hôm qua bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đầu choáng mắt mờ, khó thở, sau đó liền nằm liệt trên giường, ngự y trần mạch cũng chẳng không ra bệnh gì, chỉ nói là thân thể hao tổn quá mức, là mệt nhọc như bình thường. Nhưng tam phu nhân gần đây vẫn tĩnh dưỡng, cũng không có mệt nhọc gì. Tối hôm qua uống thuốc xong, tình hình hôm nay càng không ổn, bởi vì nói muốn gặp mọi người một lần. Trần Thạch cùng Kiều Thị không dám trì hoãn, vội vàng thu thập một phen, theo Sử Thiết Thủ đến vương gia. Vương Chính Khanh xin nghỉ lên triều, chỉ ở nhà chăm sóc Chân Ngọc. Các đại phu đã đổi mấy nhóm rồi, vẫn không chẩn ra bệnh gì. Trong lòng hắn như có lửa đốt. Khi nghe được Chân Thạch cùng Kiều Thị tới, vội vàng sai người mời họ đi vào. Khi thấy Chân Ngọc, Chân Thạch chua xót nói, Ngọc Nương, mới có vài ngày sao muội lại tiểu tụy thành ra như vậy, đến tận cùng là bệnh gì? Chân Ngọc nhỏ giọng nói, đại phu cũng không dám ra là bệnh gì, tự ta cảm thấy giống như là trúng độc, chỉ là trong chốc lát cũng không tra ra được là độc gì. Kiều Thị thấy dáng vẻ của Chân Ngọc, vành mắt sớm đã hồng, kìm nén không cho chảy nước mắt, tiến lên sờ tay Chân Ngọc, cảm xúc lạnh lẽo, giúp nàng trà sát, nhỏ giọng nói, có thủ phụ đại nhân ở đây mà, luôn có thể mời được danh y chẩn ra bệnh, chỉ cần không suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Chân Ngọc khẽ lắc đầu, ý bảo Chân Thạch, Kiều Thị ngồi gần một chút, lúc này mới nói, nhất định phải bồi dưỡng Nguyên gia thành tài. Ta là cùng Tam Lang nói rồi, tương lai muốn gả Tiểu Tú Đường cho Nguyên gia, hai người đừng phụ lòng ta. Chân Thạch nghe lời này giống như là di ngôn giao phó, không khỏi ngừng nói, muội nhất định sẽ khá hơn, lời này đợi khi muội khỏi rồi lại bàn, Tiểu Tú Đường thì cũng nên do muội tự tay nuôi dưỡng rồi mới gả cho ra ngoài. Nghe được Chân Ngọc nói muốn gả Tiểu Tú Đường cho Chân Nguyên gia, Kiều Thị tất nhiên là vui mừng, nhưng Chân Ngọc nói vào lúc này lại lộ ra sự chẳng lành, nàng không khỏi rơi lệ, không dễ dàng ngừng khóc, lúc này mới nói, Đường Nhi ngoan ngoãn, cũng phải có mẹ ruột nuôi nấng, mới không bị khi dễ. Ngọc Nương yên tâm dưỡng bệnh, đừng nói những lời buồn bã như thế. Nhất thời Trương Phi Bạch cùng Chu Hàm Sảo tới, thấy bộ dạng của Chân Ngọc cũng rất giật mình, luôn miệng nói, làm sao lại thành ra như vậy? Chu Hàm Sảo nói, phu nhân ngày trước cũng thường bị bệnh, lần trước bệnh cực kỳ nghiêm trọng, đại phu đều nói là nguy hiểm, còn không phải là gắng gượng qua khỏi hay sao?
có lẽ lúc này cũng không có chuyện gì, cứ thoải mái thả lỏng dưỡng bệnh là được. Chân Ngọc mỉm cười gọi Chu Hàm Sảo lại gần, nhỏ giọng nói, cuối tháng 10 năm ngoái ngươi thành thân, nay cũng mấy tháng rồi còn chưa có động tĩnh gì sao? Rảnh rỗi thì điều dưỡng thân thể, sinh nhất nam bán nữ mới có thể ổn định gót chân. Chu Hàm Sảo nghe được Chân Ngọc giờ này còn quan tâm nàng thì không khỏi muốn rơi lệ. Chân Ngọc lại nói, tương lai ta không có ở đây, ngươi cùng đại tẩu ta qua lại nhiều một chút, rảnh rỗi thì sang thăm Đường Nhi. Chu Hàm Sảo cũng ngăn không nổi nước mắt nữa rồi, nức nở nói, phu nhân nhất định sẽ tốt, chắc chắn sẽ ở đây mà. Vương Chính Khanh đợi Chu Hàm Sảo cùng Chân Ngọc nói chuyện liền ngoắc tay với Trương Phi Bạch, gọi hắn tới thư phòng nghị sự. Đợi Trương Phi Bạch từ trong thư phòng đi ra, có mật thám vào thư phòng bẩm báo với Vương Chính Khanh, thời gian này quận chúa Đường Diệu Đan thường đi thăm Thái Thượng Hoàng, thời gian còn lại chỉ ở trong phủ, cũng không đi những chỗ khác. Vương Chính Khanh vừa nghe dạo bước suy nghĩ, kiếp trước Ngọc Nương bị Đường Diệu Đan hạ độc hại chết, triệu chứng kiếp này cũng giống với kiếp trước, theo lý mà nói là chúng cùng loại độc, nhưng Đường Diệu Đan cũng không có cơ hội xuống tay, và lại cũng không có lý do hại Ngọc Nương. Hiện nay nàng ta không có dị trạng, càng không thể đi chất vấn nàng ta cái gì. Thế nhưng Vương Chính Khanh thở dài một cái, phân phó mật thám chú ý từng động tĩnh của nàng ta, vừa có động tĩnh liền tới báo ngay. Đợi mật thám đi rồi, Vương Chính Khanh lại cho người đi mời Nhậm Đạt Lương qua phủ nghị sự. Đợi Nhậm Đạt Lương tới, Vương Chính Khanh liền nói ra bệnh trạng của Chân Ngọc, lại nói bệnh này của Ngọc Nương rất giống triệu chứng trúng độc của Bảng Nhãn, chỉ sợ cũng là trúng độc rồi. Khi đó chuyện Chân Bảng Nhãn trúng độc còn qua tay Nhậm Thị Lang điều tra, nghĩ còn có hồ sơ từ trước, lại muốn mời Nhậm Thị Lang giúp đỡ điều tra án này. Nhậm Đạt Lương nghe ý tứ của Vương Chính Khanh, cũng là muốn từ sự kiện trúng độc ban đầu tìm ra đầu mối, nhất thời liền nói, lúc đó đại phu mặc dù nghiệm ra là một loại độc mạn tính, nhưng cũng không biết là loại độc nào, dù có hồ sơ án ở đây chỉ sợ cũng vô dụng. Vương Chính Khanh vừa nghe nhìn Nhậm Đạt Lương một cái, Nhậm Đạt Lương có chút chột dạ, đúng, biết rõ Đường Diệu Đan độc sát Chân Bằng Nhãn, mình còn dám thân cận nàng ta, lại còn muốn cưới nàng ta, chẳng lẽ không sợ theo bước Chân Bằng Nhãn? Hắn đang ở trước mặt Vương Chính Khanh, khó có thể che giấu, nhất thời liền giải thích, là hoàng thượng lo lắng Diệu Đan quận chúa không có vị hôn phu, lại thấy vị hôn thê của ta đã qua đời, cho nên liền muốn tác hợp, ta nhất thời mới. Lúc này nhắc lại chuyện xưa, quả thật là làm cho người ta kinh hãi, ý niệm với cao vẫn nên từ bỏ đi thì tốt hơn. Vương Chính Khanh nói, Nhậm Thị Lang nay đã có thân phận địa vị như thế này, lo gì không có hiền thê. Nhậm Đạt Lương thở dài sau một hồi nói, thủ phụ đại nhân, sao không xin hoàng thượng? Ánh mắt Vương Chính Khanh sáng lên, đúng, nếu có thể để hoàng thượng hỏi ra Đường Diệu Đan dùng loại độc gì hạ sát Chân Ngọc, có thể có thuốc giải, có được thuốc giải rồi thì để Ngọc Nương ăn thử một chút, có lẽ có thể cứu được nàng một mạng. Về phần Ngọc Nương rốt cuộc trúng độc như thế nào, về sau tra lại cũng được. Một lúc sau, Vương Chính Khanh liền vào cung. Đường Tấn Phong nghe xong lời Vương Chính Khanh nói, nhất thời trầm ngâm. Diệu Đan tính tình bướng bỉnh, trực tiếp hỏi nàng khẳng định sẽ không nói, cứ để chậm nghĩ cách. Có lời này của Đường Tấn Phong, Vương Chính Khanh thoáng an tâm, chỉ cần Đường Diệu Đan chịu nói ra độc lúc đó dùng là gì, có lẽ Ngọc Nương liền được cứu rồi. Khi Vương Chính Khanh từ trong cung về phủ thì lại có Diêu Ngọc Thụ cùng Bạch Cốc Lan tới thăm Chân Ngọc, nhất thời liền đón bọn họ đi vào. Diêu Ngọc Thụ nhìn xong Chân Ngọc lúc đi ra, gặp gỡ Trương Phi Bạch, vừa đúng Trương Phi Bạch có lời cần nói với Diêu Ngọc Thụ, liền xúm lại. Bạch Cốc Lan có được chút thời gian nhìn Vương Chính Khanh một chút, thấy hắn tiểu tụy không khỏi an ủi, Ngọc Nương cát nhân thiên tướng, có lẽ không lâu nữa sẽ chữa khỏi, cũng đừng quá mức lo lắng, chăm sóc mình cho tốt. Vương Chính Khanh ừ một tiếng, cũng không liếc Cốc Lan, mắt chỉ nhìn chằm chằm vòng trong. Bạch Cốc Lan thấy Vương Chính Khanh như thế, trong lòng thở dài một hơi, biết hắn đây là một lòng dính trên người Chân Ngọc, mọi chuyện với mình lúc trước đã hóa thành tro bụi, không còn tồn tại trong lòng hắn nữa rồi. Từ Vương gia ra ngoài, Bạch Cốc Lan một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hỏi Diêu Ngọc Thụ, nếu như ta cũng bị bệnh như Ngọc Nương, chàng sẽ lo lắng sao? Diêu Ngọc Thụ không đáp, đợi Bạch Cốc Lan lên xe ngựa, thế nhưng hắn lại không cưỡi ngựa, cũng cho lên xe, ngồi cùng một chỗ với Bạch Cốc Lan. Từ cuối năm ngoái, sau khi Bạch Cốc Lan sinh nhi tử, quan hệ với Diêu Ngọc Thụ cũng hóa giải rất nhiều. Đến đầu năm nay, Diêu Ngọc Thụ cũng thường thường an giấc ở trong phòng nàng để tiếp thị khác sau gáy.
Bạch Cốc Lan cho là Diêm Ngọc Thụ không hề tỏ thái độ với nàng nữa là bởi vì nàng sinh nhi tử, nhưng Diêm Ngọc Thụ tự biết nguyên nhân thật sự cũng không phải như vậy. Năm đó khi cưới Bạch Cốc Lan, sự kinh ngạc lúc vén khăn voan đến nay vẫn còn nhớ như mới, chỉ là lúc tân hôn lại phát hiện Bạch Cốc Lan thường thường thất thần, tinh thần hoảng hốt, hình như trong mắt cũng không có hắn. Khi đó tự nhiên thầm giận, lại không thể trực tiếp chất vấn, nên khi đối mặt với Bạch Cốc Lan thì không tránh được nóng nảy, không cách nào kiềm chế, bởi vậy dồn quan hệ vợ chồng vào thế bất hòa. Từ sau khi sinh nhi tử, cũng là phát hiện Bạch Cốc Lan bắt đầu chú ý chuyện gia đình, hình như cũng dần dần biết phải nghi ngờ hắn, nhất thời bỏ qua khúc mắc, cũng bắt đầu quan tâm Bạch Cốc Lan. Hôm nay thấy tình trạng Vương Chính Khanh cùng Trân Ngọc, nghĩ tới nếu có một ngày Bạch Cốc Lan cũng như vậy, mình cũng không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy đưa tay ôm vả vai Bạch Cốc Lan, càng ôm càng chặt. Bạch Cốc Lan ngẩn ra, sau đó trong lòng ấm áp, đầu tựa vào vai Diêu Ngọc Thụ, trong bụng biết hiện nay trong suy nghĩ chỉ có Diêu Ngọc Thụ và nhi tử, cũng là buông được Vương Chính Khanh. Xe ngựa Diêu Ngọc Thụ và Bạch Cốc Lan mới rời khỏi, lại có xe ngựa Phủ Thị Lang tới, nhất thời xe ngựa dừng lại. Tiền thị ra khỏi xe, ngồi kiệu nhỏ của vương gia đi vào. Chỉ ngồi một hồi đã đến hai cửa ở trong, xuống kiệu vào cửa, đến phòng Trâm Ngọc. Sớm trông thấy cả đám nha đầu đứng ở hành lang, liền ngừng bước chân. Nha đầu thấy là tiền thị, đã đi vào thông báo. Trân Ngọc mặc dù không có tinh thần, nghe là tiền thị cũng liền nói, mời nàng vào đi. Vừa thấy Trân Ngọc, tiền thị liền khóc. Ngọc nương, mới không gặp bao lâu, sao muội lại thành ra thế này? Mắt thấy tinh thần Trân Ngọc không ổn định, Hồ Mama liền đi tới trả lời thay, nói bệnh trạng của Trân Ngọc. Khi đó ho khan, chỉ có một chút triệu chứng, sau lại uống thuốc của thánh thủ, đã là chuyển biến tốt rồi, không ngờ tới lúc này lại bị bệnh, thành bộ dáng là như vậy. Tiền thị liền lại đề cử mấy vị đại phu, mắt thấy Trân Ngọc như vậy, cũng không tiện ngồi lâu, liền nhanh chóng cáo từ ra về. Thấy Hổ Mama đưa đến ngoài cửa, lại không nhịn được dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi. Vương Chính Khanh lại chờ tin tức trong cung, tới giờ lên đèn, liền có cung nhân tới nói với hắn. Hoàng thượng triệu quận chúa Đường Diệu Đan vào cung, nói chuyện thời gian thật dài. Quận chúa Đường Diệu Đan đi ra từ cung hoàng thượng, nhảy xuống ao sen, mặc dù cứu lên rồi, nhưng cái gì cũng không nói. Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời cho thủ phụ đại nhân, kế của người cũng không khả thi. Nói rồi vội vã đi. Một tia hy vọng cuối cùng bị hủy diệt. Vương Chính Khanh vùi đầu nơi khuỷu tay, thật lâu sau mới ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt đỏ hoe. Thị thư thấy Vương Chính Khanh còn chưa ăn bữa tối, liền tới khuyên nhủ, tam gia, thân thể quan trọng hơn, dùng chút bữa tối đi. Vương Chính Khanh gật đầu một cái, truyền người bày bữa tối, chỉ là nào còn có khẩu vị, sau khi uống nửa bát canh cũng không ăn được nữa. Thị thư cũng rầu rĩ tiếp tục như vậy, thân thể tam gia cũng sẽ suy sụp mất. Vương Chính Khanh nghĩ, nhấc chân đi xem Trân Ngọc, lại lùi bước chân về, phân phó thị thư nói, kêu sử thiết thủ vào đi. Sử thiết thủ rất nhanh đã tới hỏi, tam gia có gì phân phó? Vương Chính Khanh nói, tối nay người ẩn vào vương phủ, lục soát phòng của quận chúa Đường Diệu Đan, nếu thấy thuốc men gì đó, cầm hết về đây, không thì nhìn thấy vật gì kỳ quái không rõ ràng, cũng cầm về nhìn một chút. Sử thiết thủ ngày trước làm qua hộ vệ ở vương phủ, đương nhiên quen thuộc với bố cục vương phủ, và lại tối nay, Đường Diệu Đan ở lại trong cung, bọn thị vệ cũng thả lỏng, nhân cơ hội đi lục soát gian phòng của nàng ta, cũng là đơn giản. Sử thiết thủ lĩnh mệnh đi, trời gần sáng mới trở về, mang về một túi thuốc men các loại. Vương Chính Khanh vội sai người đi mời đại phu và một số ông chủ tiệm thuốc giỏi phân biệt thuốc vào phủ, để cho bọn họ tra nghiệm, xem trong thuốc có lẫn độc hay không. Các đại phu ước chừng bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng bẩm báo kết quả, nói ra tất cả các loại thuốc, phần nhiều là thuốc trong cung ban thưởng, cũng không có độc tố gì. Tiễn đại phu đi, Vương Chính Khanh sai thử thiết thủ thu dọn xong thuốc men, thừa dịp Đường Diệu Đan còn ở trong cung, vương phủ không người nào biết mắt trộm, thì đem thuốc men cầm lại vương phủ, lại đặt ở chỗ cũ như ban đầu. Trân Ngọc mặc dù dùng thuốc, nhưng rốt cuộc không có khôi phục tinh thần. Nhất thời tính ngày, ở kiếp trước, sáng mê chính là hạn cuối cùng rồi. Bởi vậy, mời Vương Chính Khanh qua nói chuyện, nhẹ giọng nói. Tam lang, chỉ sợ ta không gắng được nữa, chàng cũng đừng cố gắng giằng co, ở cùng với ta hai ngày cuối cùng đi. Vương Chính Khanh nắm tay Trân Ngọc thật chặt, trái tim có lệ, hốc mắt lại khô khốc đau nhói, một giọt lệ cũng không có, chỉ nói, nàng không thể chết.